Yeah, phú đô trẻ, phú đô trap, lưu vàng. Yeah, yeah, ok. Ok, yeah, mấy thằng đầu đất cách cụt ngang nhìn là cua. Anh ta cực đều lối đồ ngon thì là mua. Nó sợ bố mày chúng mày cứ ra mà hùa. Quay ra gọi bạn bố mày đeo thêm mà thưa. Cho bà mà chơi nhưng chúng mày chỉ ta lừa. Chỉ bố cho lắm sao ra lối lại tình xưa. Dìm ra súng đá nhưng ta lại ngon lên được. Ở mấy con bò đã thể làm mình gà chưa. Trên người đéo cần hàng hiệu, trăm rưỡi đồ xe cần hen. Mấy anh chỉ giỏi làm điệu nói về trình độ cho được gì bằng em. Trên trường đéo cần bằng khen, vẫn được mẹ dẫn đi ăn nhà hàng sen. Ở nhà mẹ gọi vâng dạ ra ngoài ngoan nhất trong mấy thằng em. Yeah. Thằng anh tao đồng cô, yeah, nhưng vì của nó luôn phòng to. Yeah. Đéo cần phải vòng vo đưa mấy thằng phất ra khỏi vòng bo. Yeah. Lại về làm con lố, ghi ngay đồ phố Hồng Đô. Yeah, mẹ tao thức trước tôi đầy bố tao gật đầu vừa để chồng lo. Dậy sớm cho kỳ tập thể dục để có một buổi sáng tích cực và căng tràn. Bắt đầu một ngày mới cho sảng khoái ra nhạc liên tục làm mà đã mà thăm ngàn. Thu nhạc ở bên anh Teddy vì cái giá hữu nghị chỉ 600 ngàn. Làm nhạc cho mọi người nghe lên là cuối tuần đại phi lên xã đàn. Mấy thằng cu chúng mày đá thì ngu và sân gặp tao thì tốt nhất lên cầm. Đội trong khe lao lên và ghi bàn úp mu tung lưới như hú lít lên lăm. Không là bạn với cái thằng tiểu nhân và không bàn tàn với mấy thằng tiểu năng. Chúng mày hỏi tao thì sao nhiều thế, tao xin trả lời đó chính là duyên âm. Yeah. Anh muốn ngắm mặt trời nhưng mà là ở đằng đông. Yeah. Xem bóng Tây Ban Nha luồn tay xuống ôm em ở đằng hông hồng đăng. Vì anh luôn phòng căng em đưa anh nâng tạ bằng mông. Yeah. Nước này chảy hớt xiết làm anh cứ thở nằm bên mê công. Yeah. Không cần phải theo khuôn khổ, không có điều gì là ràng buộc. Thế em hoàn thành nhiệm vụ đi khi mà chun quẩn càng tuôn càng tuột. Nhẹ dáng này càng nuốt càng nuột, bảng chữ cái lại càng thuôn càng thuộc. Em sẽ là công tố của anh nếu như mà sau đêm em trụ được. Tuần trước Lưu Văn Bơ Si, tuần này nồi đá Lưu Văn Basten. Anh không muốn vỗ vào đùi, anh chỉ muốn vỗ vào mông các em. Để anh đưa bé lên đỉnh, bé thích tháp đôi hay tháp Eiffel. Dạo này em hơi lười học lên anh phật nàng đánh vần hết đêm. Tích lũy từng ngày để mà bản thân nở như lúa trổ bông. Dắt luôn cả cổ, sao mai dắt vang cả đôi tổ ong. Bố tổ ông mới lửa hiệp đã đứng đầu sông. Yeah. Vỗ thử phát mà lại đánh như vật cầu lông. Hai thằng cu cho bánh mì kẹp thịt và bẫy việt vị làm như xếp trên cô. Định nổ tao nhưng ta lại lùa lại mấy tờ viện phí mày đến chết tên vô. Cùng một tay là nó phang 2 triệu, thằng anh tao ăn đủ rồi lại phang thêm lô. Alo anh ơi, bị thằng này đánh. Ok và tao thấy mẹ em váy ngắn hay thẳng. Ok và tao không chơi với mấy thằng cu gầy lắm hay ẳng.